Lãnh chúa toàn dân điểm danh nhận giảm giá thần khí chương 226, pháp thuật vô hiệu. Hoàng Vũ triệu hồi bản thông tin ra. Huyền bí chi quan, kiến trúc cấp bậc sử thi. Cấp độ, cấp 3. Chú ý, thăng cấp đến cấp 4 cần 250.000 hồn tinh, 400.000 đơn vị gỗ, 300.000 đơn vị vật liệu đá, 1.200 đơn vị tinh thiết. Lưu phái ảo thuật 1, huyền bí chi quan hệ triệu hoáng. Lưu phái ảo thuật một huyền bí chi quan hệ nguyên tố, ảo thuật sư hệ nguyên tố là những ảo thuật sư am hiểu về chiến đấu nhất, bọn họ có năng lực khống chế pháp thuật hệ nguyên tố tăng lên tới cực hạn. Đương nhiên cũng sẽ có những quỷ tài cá biệt nghiên cứu hệ nguyên tố để áp dụng vào các lĩnh vực khác. Đối với một ảo thuật sư, cấp học đồ, mỗi 3 ngày mới có thể tăng thêm một ảo thuật sư, cấp học đồ, hạn mức tối đa là 10 người. Chú ý, thăng cấp đến cấp 2 cần 1.000 hồn tinh, 1.600 đơn vị gỗ, 1.400 đơn vị vật liệu đá, 400 đơn vị tinh thiết, một thành quả nghiên cứu ảo thuật hệ nguyên tố cấp 2. Lưu phái ảo thuật một, huyền bí chi quan hệ lực từ, ảo thuật sư hệ lực từ chuyên nghiên cứu trường lực và từ trường, bọn họ say mê với pháp thuật lực từ dưới những nguyên tắc khác nhau của thế giới, dùng những chuyện này để khống chế nguyên tắc sức mạnh. Đối với một ảo thuật sư, cấp học đồ, mỗi 3 ngày mới có thể tăng một ảo thuật sư, cấp học đồ, hạn mức tối đa là 10 người. Chú ý, thăng cấp đến cấp 2 cần 1.000 hồn tinh, 1.000 đơn vị gỗ, 1.600 đơn vị vật liệu đá, 8.600 đơn vị tinh thiết, một thành quả nghiên cứu ảo thuật hệ lực từ cấp 2. So với viện nghiên cứu ma văn, tài nguyên cần thiết để thăng cấp huyền bí chi quan lên cấp 4 ít hơn rất nhiều. Nhưng mà cân nhắc đến việc mỗi tháp ảo thuật đều cần thăng cấp riêng lẻ, trong đó lượng tiêu hao không hề thấp hơn so với một tòa cấp bậc siêu phàm của kiến trúc gộp lại, nói không chừng là sẽ gấp mấy lần viện nghiên cứu ma văn. Sau khi lên cấp 3 mới có thể kiến mở khóa hai lưu phái ảo thuật riêng biệt là hệ nguyên tố và hệ lực từ. Thân là chúa tể nguyên tố, pháp thuật nguyên tố đối với Hoàng Vũ không thể quen thuộc hơn. Pháp thuật loại nguyên tố có số lượng nhiều nhất, chi nhánh cũng không ít, đặc tính nguyên tố trong lúc hỗn hợp có thể sản sinh các loại hiệu quả khác nhau. Hơn nữa, Hoàng Vũ cũng đã từng tiếp xúc thử pháp thuật hệ lực từ gông xiền trọng lực. Cũng giống với cảnh cổng dung nham, đều là pháp thuật được sáng tạo chi thư đổi mới tạo thành, dùng để hạn chế hành động của Bạch Long. Sau khi kết thúc thăng cấp, ba ảo thuật sư cấp học đồ tiến vào pháo đài để kết bạn, gặp mặt Hoàng Vũ. Ba ảo thuật sư đều là nam, mỗi người mặc những trường bào với ba tông màu trắng, màu đỏ và màu đen khác nhau, đi vào đại điện hành lễ với Hoàng Vũ xong rồi nói. Huyền bí chi quan an bớt, xúc, ốc pheo, bái kiến lãnh chúa đại nhân. Hoàng Vũ đứng dậy nên tiếp, cười nói. Hoan nghênh ba vị chi sĩ uyên bác gia nhập lãnh địa Hoàng Vũ. Ta muốn cùng các ngươi truy tìm chí lý thế gian, chứng kiến thành tựu nghiên cứu ảo thuật của các ngươi. Nghe lời Hoàng Vũ nói, ba ảo thuật sư dùng dập bày tỏ thái độ, đồng ý đem một đời kính dân hiến nghiên cứu ảo thuật cho Hoàng Vũ. Vừa trò chuyện với ba người, Hoàng Vũ vừa tra xét bản thông tin của ba người. Albert Cấp độ, level 1, học đồ nghề nghiệp, ảo thuật sư của huyền bí chi quan. Lĩnh vực am hiểu, nghiên cứu ảo thuật hệ triệu hoán. Tiềm lực, có xác suất 67% thăng cấp thành đại ảo thuật sư, xác suất 1% trở thành ảo thuật sư cấp truyền kỳ. Xuất. Lĩnh vực am hiểu, nghiên cứu ảo thuật hệ nguyên tố. Tiềm lực, xác suất 82% thăng cấp thành đại ảo thuật sư, xác suất 1.5% trở thành ảo thuật sư cấp truyền kỳ, xác suất 0.06% trở thành ảo thuật sư cấp thần. Opfel. Lĩnh vực am hiểu, nghiên cứu ảo thuật hệ lực từ. Tiềm lực, xác suất 68% thăng cấp thành đại ảo thuật sư, xác suất 1.1% trở thành ảo thuật sư cấp truyền kỳ. Ba vị pháp thuật sư có 100% cơ hội trở thành pháp thuật sư chính thức. Hơn nữa, khi mới chỉ là cấp học đồ đã có tỷ lệ trở thành pháp thuật sư cấp truyền kỳ trong đó xúc thuộc về hệ nguyên tố là người có tiềm lực cao nhất bây giờ hắn đang đã có khả năng trở thành pháp thuật sư cấp thần sau khi làm quen với bốn người xúc cũng không nhịn được mở miệng hỏi lãnh chúa đại nhân ta cảm nhận được nguyên tố nồng nặc chập chờn trên cơ thể ngài đây là năng lực của ngài à hoàng vũ nhìn về phía xúc đây là một người có tướng mạo hung hãn đầu trọc ánh mắt âm u lần đầu nhìn thấy sẽ làm cho rất nhiều người có suy nghĩ người này không dễ ở chung. Nhưng sau khi tiếp xúc, Hoàng Vũ cảm giác xúc lại là một người bình tĩnh, cẩn thận và nội liễm. Đối mặt với câu hỏi của xúc, Hoàng Vũ cười nói. Đây là năng lực thiên phú của ta. Hắn phất tay, dưới ảnh hưởng của hiệu lệnh nguyên tố, gần phân nửa năng lượng nguyên tố bên trong nội thành đều dùng dập hội tụ về hướng Hoàng Vũ, tạo thành bốn vòng xoáy phía sau người hắn. Mặc dù nhỏ hơn so với Bạch Long, thế nhưng vẫn có thể ngưng tụ được. Sau khi kinh ngạc, xúc như cảm nhận được điều gì đó, vội vàng nói. Pháp thuật vô hiệu. Bây giờ bản thân ta không thể phóng thích pháp thuật loại nguyên tố được nữa. Không ngờ lãnh chúa đại nhân lại có thể khiến cho một khu vực rộng lớn như vậy bị rơi vào trong pháp thuật vô hiệu nguyên tố này. Nghe được những lời này của xúc, biểu hiện của An Bớt và Ốc cũng vô cùng kinh ngạc. Mặc dù hai người họ không phải là pháp thuật sư hệ nguyên tố, nhưng họ cũng có không ít pháp thuật loại nguyên tố hiện tại sau mấy lần thử triển khai thì bọn họ lại phát hiện lực lượng tinh thần của mình căn bản không thể sản sinh cộng hưởng với năng lượng nguyên tố bên ngoài với những loại năng lượng thần phục dưới hoàng vũ kia không có sự đồng ý của hoàng vũ thì chúng sẽ không thể sản sinh cộng hưởng với bất kỳ người nào hoàng vũ thu tay lại bốn vòng xoay nguyên tố phía sau hắn cũng lập tức biến mất theo một lần nữa quay trở về trong thành ta nắm giữ sức mạnh chúa tể nguyên tố chính là điểm cuối cùng của tất cả năng lực nguyên tố sau này có gì cần hỗ trợ nếu liên quan đến pháp thuật hệ nguyên tố thì có thể tới tìm ta năng lượng nguyên tố gọi là đến đuổi là đi năng lực điều khiển năng lượng tiêu sái và mạnh mẽ như vậy chính là niềm ao ước của xúc hiện tại hoàng vũ đang nắm giữ chính là năng lực mà đại đa số pháp thuật sư hệ nguyên tố như hắn theo đuổi cả đời một năng lực tối thượng không bị ràng buộc bởi bất kỳ loại quy tắc nào đồng thời xúc cũng cảm thấy vô cùng hưng phấn. Bản thân hắn vừa tới thành Hoàng Vũ đã thấy được pháp thuật sư hệ nguyên tố, hiện tại khả năng cao có thể đạt đến cực hạn. Hắn còn phải sợ không có thành quả pháp thuật à. Thậm chí hắn có thể tạo ra thành tựu mang tính cách mạng cũng không phải là không thể. Dù sao thì thành quả lớn nhất đang ở ngay trước mắt, những thứ liên quan đến lý luận và kỹ thuật đều sẽ để lại dấu vết. Máy móc bao giờ cũng nhanh hơn nhiều so với việc từ tìm tòi một cách mù quáng đến một lúc nào đó thậm chí bản thân hắn sẽ còn có cơ hội tranh thủ chiến đấu để giành lấy quan vị trí tôn hệ nguyên tố. cảm ơn lãnh chúa đại nhân. bởi vì quá hưng phấn nên khuôn mặt xúc trong càng dữ tợn hơn. anh bớt và ốc ở bên cạnh ướt áo nhìn xúc trong lòng thậm chí còn suy nghĩ có nên đổi hệ hay không. ông ông. đúng lúc này thủy tinh truyền tấn trong ngực hắn bỗng nhiên chấn động. vẻ mặt hoàng vũ bình tĩnh lấy thủy tinh truyền tấn ra là tin của brianna gửi tới đại nhân chúng ta tìm được một người lưu lạc hắn hy vọng chúng ta có thể thu nhận và giúp đỡ hắn người lưu lạc người lưu lạc nhân loại à cuối cùng đã có thể tiếp xúc với lãnh địa nhân loại khác rồi sao hoàng vũ không chút nghĩ ngợi trả lời mang hắn về đây gặp ta brianna ở bên kia lập tức trả lời vâng xúc An Bớt và Ốc Phèo thấy Hoàng Vũ có việc bận thì thức thời nói. Lãnh chúa đại nhân, chúng ta không quấy rầy ngài nữa. Hoàng Vũ gật đầu, sau khi ba người hành lễ thì vội vàng quay trở về huyền bí chi quan. Người lưu lạc. Hoàng Vũ suy ngẫm trong chốc lát, đột nhiên nghĩ đến lãnh chúa Vong Linh Lan Nguyệt. Là lãnh chúa nhân loại gần đây đã bị bộ lạc nhân ma tiêu diệt sau khi kết thúc trận sát hạch. Dựa theo quy tắc sát hạch, nếu ở trong đợt sát hạch đạt đến độ khó phù hợp thì sẽ gặp phải kẻ địch có độ khó tương ứng cách mình gần nhất lãnh địa của lan nguyệt khi hắn ta còn là lãnh chúa nhân loại cách hoàng vũ cũng không xa lắm thậm chí người lưu lạc này khả năng cao chính là lãnh dân trước kia của lãnh chúa lan nguyệt nghĩ tới đây hoàng vũ lại truyền thêm một tin cho brianna brianna hỏi thử xem trước kia người lưu lạc này ở trong lãnh địa nào không lâu sau hoàng vũ đã nhận được câu trả lời của brianna Đại nhân, lãnh địa trước kia của người lưu lạc này tên là lãnh địa Thương Lam, là một lãnh địa cấp 3. Không phải là người lưu lạc của lãnh địa Lan Nguyệt sao? Nếu vậy thì, sau khi trở thành người lưu lạc, người bình thường rất khó có thể tồn tại một thời gian dài ở giả ngoại như vậy. Chỉ là lãnh địa nhân loại cấp 3 có thực lực không hề yếu, chủng tộc gì có thể tiêu diệt được đây? Hoàng Vũ suy nghĩ trong chốc lát, thủy tinh truyền tấn trong tay hắn lại chấn động, vẫn là tin tức do brianna gửi tới lãnh chúa đại nhân người lưu lạc này vừa mới nói lãnh địa của bọn họ bị một đám vong linh tiêu diệt hơn nữa thời gian bị tiêu diệt chính là tối hôm qua nhìn thấy tin tức brianna gửi tới trong lòng hoàng vũ vô cùng chấn động sự tồn tại của vong linh vẫn là một tảng đá đè nặng trong lòng hắn so với ác ma thâm uyên thì nó còn khó đối phó hơn nhiều dù sao thì ác ma cũng là sinh vật thâm uyên chúng muốn xâm lấn đại lục hỗn độn cũng không quá dễ dàng. Nhưng vong linh lại khác, chúng nó và Hoàng Vũ đều cùng sinh sống trong một khu vực. Mặc dù trong trận sát hạch vừa rồi, thực lực mà Lan Nguyệt thể hiện chỉ tồn tại ở mức bình thường. Rất có thể ảo cảnh hỗn độn đã tăng thực lực của hắn lên để phù hợp với đợt đánh giá cấp SS. Nhưng trên phương diện khác vẫn có thể nhìn ra được tiềm lực đáng sợ của chủng tộc vong linh thu thập càng nhiều thi thể có thực lực mạnh thì lãnh chúa vong linh có thể chuyển hóa càng nhiều vong linh, hơn nữa thực lực của chúng còn có thể tăng cao. Trong quá trình chiến đấu, nếu không thể nghiền ép chúng hoặc giải quyết triệt để lãnh chúa vong linh thì sớm muộn cũng bị tiêu diệt trong đại quân vong linh không ngừng mở rộng đó. Một lúc lâu sau, Hoàng Vũ mới trả lời lại. Trước hết không cần quay trở về, cử thêm các nữ chiến sĩ Amazon cưỡi ô lân báo, dẫn theo người lưu lạc kia đi dò xét một chút tình huống cụ thể của lãnh địa thương lam không cần phải thâm nhập quá sâu đảm bảo an toàn chính là việc quan trọng nhất sau khi nhận được mệnh lệnh của hoàng vũ brianna lập tức trả lời đã rõ đại nhân yên tâm thu hồi thủy tinh truyền tấn lại hoàng vũ đi về phía pháo đài nhìn thành hoàng vũ vững chắc tâm tình cũng từ từ tốt hơn với thực lực của thành hoàng vũ bây giờ cho dù đại quân vong linh trong trận sát hạch có tăng gấp đôi thì cũng chỉ có thể dùng làm kinh nghiệm cho Hoàng Vũ và các chiến binh dưới trướng của hắn thăng cấp mà thôi. Thế nhưng cũng không thể vì vậy mà xem thường chúng được. Chủng tộc vong linh không thể dựa theo lẽ thường mà đánh giá. Sau khi thu được các loại tình báo chính xác, có thể diệt thì lập tức diệt, không diệt được thì cố gắng chèn éo, suy yếu, trục xuất. Tuyệt đối không thể để vong linh phát triển ở gần thành Hoàng Vũ chỉ là không rõ tên thủ lĩnh vong linh kia có gặp phải la nguyệt trong đợt sát hạch hay không vù ngay lúc hoàng vũ đang suy tư thì thủy tinh truyền tấn trong lồng ngực của hắn lại chấn động thêm một lần nữa vèo 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 từng con ô lân báo chạy qua chạy lại trong rừng rậm u linh chở theo các nữ chiến sĩ amazon lặng yên không một tiếng động lẻn vào từ hướng tây bắc cảm nhận được sự trịnh trọng khẩn trương trong giọng nói của hoàng vũ lần này Brianna dẫn theo hơn 300 nữ chiến sĩ Amazon, ngoài trừ Hitelia ra, tất cả các nữ chiến sĩ Amazon khác đều là những người có cấp độ cao nhất. Ô lân báo chở các cô cũng đều từ cấp 2 trở lên. Ngay cả Hitelia, sau khi nắm giữ ma văn phong trung hành giả thì thân pháp của cô cũng đã ngang ngửa với anh hùng cấp 2, mới sáng sớm hôm nay, cô còn nhận được danh hiệu phong chi tử. Khoảng cách còn bao xa nữa? Brianna quay đầu hỏi người địa phương lãnh địa thương Lam lưu lạc kia. Người lưu lạc này bị Hitelia đặt lên lưng ô lân báo, lúc này nước mắt nước mũi giàn giụa, cầu khẩn nói. Chúng ta có thể không đi không? Những tên vong linh kia thật sự rất đáng sợ. Ta không muốn gặp lại mấy thứ đó đâu. Hay là mấy người vứt ta ở đây đi, ta không muốn đến lãnh địa đó với các ngươi đâu. Đừng có nói nhảm nữa, ta không ngại để công chúa Annie ăn mất cánh tay của ngươi đâu hình như sáng nay nó không được ăn no. Chắc phải thêm một đùi nữa mới đủ lót dạ. Khi Telia nắm lấy gáy của người lưu lạc, đồng thời dùng chân đá đá ô lân báo. Yêu sủng, công chúa Annie của cô lập tức phối hợp quay đầu lại, nghe răng hầm hừ với người lưu lạc. Nhìn thấy mảnh thú hung ác gần trong gan tất như vậy, cơ thể người lưu lạc trung cầm cập, hốt hoảng trả lời. Sắp. Sắp đến rồi, còn khoảng 6-7 km nữa là đến rồi. Khi Telia ghét bỏ ném người lưu lạc trong tay ra, khinh bỉ nói. Vậy mà ngươi còn là binh chủng cấp 2 đấy. Ngươi không thấy có lỗi với xưng hô dũng sĩ này à? Đường đường là một đại nam nhân lại sợ hãi đến mức này. Nghe thấy mấy lời trào phúng của Hitelia, người lưu lạc lúng túng đáp. Các ngươi không hiểu. Cái này không liên quan gì đến sợ hãi cả. Những tên vong linh kia chính là loại. Là loại khiến người ta cảm thấy vô cùng tuyệt vọng đặc biệt là vào buổi tối chúng xuất hiện nhiều đến mức không nhìn thấy điểm cuối tuyệt vọng mấy lời người lưu lạc này vừa nói khiến hitelia cười xì một tiếng đấy là do chúng nó chưa thấy thực lực của thành hoàng vũ chúng ta mà thôi người lưu lạc yên lặng cúi đầu chỉ là vẻ mặt vẫn đồi bại như cũ không có ý kiến gì với những lời hitelia vừa nói hắn cảm thấy phải tự mình trải qua mới biết đường triều cường vong linh khủng bố như thế nào Lãnh địa Thương Lam có tường cao vây thủ, có hơn 400 binh chủng hiếm có giống như hắn viễn gian vệ. Thế nhưng chỉ trong vòng nửa canh giờ, tất cả đều bị luân hãm. Đúng lúc này, một nữ chiến sĩ Amazon quất roi vào ô lân báo, đi tới bên cạnh Brianna báo cáo. Nữ vương thần tinh, cách chúng ta khoảng 1 km phát hiện có dị tộc qua lại. Là một đám sinh vật nửa người nửa ngựa. Chúng nó đuổi theo sau chúng ta một khoảng cách, thấy không đuổi kịp nên đã từ bỏ bộ lạc dị tộc Còn dám đuổi theo chúng ta Brianna suy tư trong chốc lát Sau đó nói với nữ chiến sĩ Amazon kia Để Ella dẫn theo mấy người đi tìm bộ lạc của chúng Cẩn thận một chút Hai ngày nữa chúng ta sẽ qua đó thu thập bọn chúng Vâng Nữ chiến sĩ Amazon gật đầu đồng ý rồi quay trở lại trận hình Dọc theo con đường này Ngoài trừ đám dị tộc vừa phát hiện kia, các nữ chiến sĩ amazon còn đi ngang qua một lãnh địa dị tộc lúc đó còn phát hiện thêm hai bóng người dị tộc khác brianna đều phái người đi thu thập bọn chúng đồng thời cũng dò la thêm tin tức mới tất cả đều dùng để chuẩn bị cho trận càng quét tiêu diệt toàn bộ dị tộc khoảng cách với thành hoàng vũ càng xa khi xâm nhận rừng rậm càng sâu thì việc gặp phải dị tộc lại càng nhiều hơn nhưng những dị tộc này đều là chiến lợi phẩm và kinh nghiệm mà brianna muốn dâng lên cho lãnh chúa đại nhân vui mừng không bao lâu sau, Brianna đã nhìn thấy một vùng phế tích ở phía xa xa. Mà lúc này, khoảng cách với thành Hoàng Vũ đã là hơn 80 km. Đây là lần đầu tiên các nữ chiến sĩ Amazon xâm nhập rừng rậm với khoảng cách xa như vậy. Hai cánh người tản ra, chú ý cảnh giới. Ba người cùng một tổ, không được phép hành động một mình. Tất cả đều phải chú ý cẩn thận, có vấn đề gì lập tức thổi kèn lệnh báo nguy. Sau khi ban bố tất cả mệnh lệnh, Brianna giảm lại tốc độ di chuyển của ô lân báo, cẩn thận từng bước di chuyển về phía lãnh địa Thương Lam. Hơn 300 nữ chiến sĩ Amazon giống như một chiếc võng lớn cùng nhau di chuyển về phía phụ cận lãnh địa Thương Lam. Thế nhưng suốt dọc đường di chuyển đến lãnh địa Thương Lam, Brianna đều không phát hiện ra bất kỳ dị thường nào. Đi tới vùng đất bị thanh lý, Brianna cao mày nhìn mảnh phế tích trước mắt toàn bộ tường thành cấp bậc tinh xảo và kiến trúc trong đó lãnh địa thương lam đều bị sụp đổ hoàn toàn trên mặt đất và tảng đá có dấu vết của máu tươi và lưỡi đao lưu lại rải rác một ít vũ khí bị hỏng thế nhưng lại không có bất kỳ một thi thể nào điều khiến các cô bất ngờ hơn là pháo đài lãnh địa hoàng vũ vẫn hoàn hảo sừng sững giữa đống phế tích chỉ là vị trí cửa sổ đều trống trơn khiến người ta cảm thấy vô cùng quái dị theo lẽ thường khi tiêu diệt một lãnh địa thì pháo đài cũng sẽ bị sụp đổ theo. Thế nhưng pháo đài lãnh địa Thương Lam lại khác, vẫn duy trì dáng vẻ ban đầu, không hề bị sụp đổ. Chú ý cảnh giới. Brianna cất tiếng dặn dò, mơ hồ nghe được âm thanh ca 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 kỳ lạ. Trong lúc cô chuẩn bị thôi thúc ô lân báo tiếng về phía phế tích tường thành kiểm tra thì lại nghe thấy âm thanh của Hitelia. Đây là cái gì vậy? Hitelia nhảy xuống từ trên lưng, công chúa Annie xuống, bóng người chớp động, dẫm lên thân cây rồi nhảy lên không trung. Chờ đến khi cô nhảy xuống đất, trên tay cô đã cầm theo một nửa thân thể một nát của một con cú mèo. Thật là ghê tởm, chết rồi còn treo ở trên cây. Trong lúc cô chuẩn bị ném con cú mèo một nát trong tay xuống, Brianna và Hitelia đều kinh sợ khi nhìn thấy cái cổ của con cú mèo kia tự nhiên quẹo một cái, sau đó hai con mắt của nó rơi ra, kèm theo dòi bọ, toàn bộ rơi xuống đất, thay vào đó là một ngọn lửa màu u lam yếu ớt bột bột bột, khanh khách. Một tiếng cười quỷ dị phát ra từ hồn hỏa cú mèo, Telia vội vàng ném nó xuống đất. Cú ném này khiến toàn bộ thịt thối, máu đen, dòi bỏ trên các con cú mèo đều bị rơi ra ngoài. Chỉ còn lại một bộ khung xương, nó nhảy nhảy trên mặt đất, chuyển động cái đầu rất buồn cười, phát ra âm thanh không lưu loát. Các ngươi đến tìm ta sao? Những người đồng bào thân yêu. Vậy ta phải dùng tiểu khả ái để tiếp đón các ngươi thật chu đáo rồi. Ca. Brianna khống chế ô lân báo một cước giẫm nát vong linh cú mèo. Sau đó quay lại nói với các nữ chiến sĩ Amazon. Rời khỏi nơi này trước. Đúng lúc này, xung quanh lãnh địa thương lam vốn yên tĩnh không hề có âm thanh đột nhiên vang lên những tiếng lít nha lít nhít ca ca ca. Từ dưới mặt đất, từng con vong linh đưa tay ra, dùng tốc độ nhanh nhất để bò ra ngoài. Trước khi cưỡi ô lân báo quay trở về rừng rậm, Brianna quay đầu nhìn lại đúng lúc nhìn thấy con vong linh kia vung vẩy liêm đao, sau đó là một đám chim vong linh lít nha lít nhít thoát ra từ cửa sổ cửa lớn của pháo đài. Chúng hóa thành một đám mây đen, bay vọt về hướng các cô. Đại nhân, ta phát hiện có dị tộc. Hoàng Vũ mở thủy tinh truyền tấn ra, nhìn thấy tin tức Atari gửi tới. Từ sau trận tiêu diệt nhân tộc miêu lần trước, Atari rất thích dẫn theo các dũng sĩ Sparta đi về khu vực phía đông của thành Hoàng Vũ, có lẽ bởi vì gần với khu vực núi hoang viễn đông nên địa hình nơi đó khá phức tạp thế nhưng số lượng chủng vật lại không hề ít hiện tại bọn họ lại phát hiện một lãnh địa dị tộc khác một lát sau miu sa gửi một đoạn video tới hoàng vũ lập tức bẩm mở ra xem ánh huỳnh quang yếu ớt tản ra từ thủy tinh truyền tấn toàn bộ quang cảnh của bộ lạc dị tộc kia đều hiện lên trước mắt hoàng vũ thông qua thủy tinh truyền tấn hoàng vũ nhận được tin tức về dị tộc này người mèo cấp độ chủng tộc phổ thông quyền hành lãnh chúa tổ tiên đồ đằng giới thiệu người mèo là một nhánh của chủng tộc nửa người thú còn có tên gọi là tộc kết chúng nó là một trong số những nhánh mạnh nhất của chủng tộc bán thú nhân có họ hàng gần với tộc người hổ tuy nhiên sức mạnh và thể chất của người mèo đều yếu hơn tộc người hổ thế nhưng tốc độ hành động của người mèo lại khá nhanh nhẹn đại đa số người mèo đều là thích khách trời sinh đặc biệt là trong khu vực rừng rậm, ở đây chúng nó có thể bùng nổ sức chiến đấu vô cùng kinh người. Lãnh địa của người mèo cũng không lớn, cùng lắm chỉ là lãnh địa cấp 2, hơn nữa còn không có tường che bao quanh. Nhưng số lượng người mèo lại không hề ít. Trên các tán cây, bụi cây đều xuất hiện rất nhiều người mèo đang nhảy nhót lung tung. Trong video, Miu Sa có nói qua loa đại khái về tình hình của tộc người mèo. Xem ra lãnh địa này cũng sắp đột phát lên cấp 3 rồi người mèo có thể bùng nổ sức chiến đấu kinh người khi ở bên trong rừng rậm à. Hoàng Vũ xem hết video, khẽ cười một tiếng. Trong khoảng thời gian này, các dũng sĩ Sata đã chiến đấu với tộc người mèo, chính là cục diện nghiền ép. Đối mặt với hơn 1.600 dũng sĩ Sata kết trận chèn ép, dù người mèo có là thích khách trời sinh thì cũng không đủ sức lực để chống đỡ lại. Dây trước vẫn còn treo mình nhảy nhót trên các cành cây, dây sau đã bị treo trên ngọn giáo của các dũng sĩ Sata. Nanh vuốt của chúng có sắc bén đến đâu cũng không gây được bất kỳ sát thương nào lên tấm chắn và áo giáp của các dũng sĩ ta. Mà Atari cũng giết đến điên rồi. Trường mâu trong tay hắn múa thành tàn ảnh, mỗi lần đều cho người mèo một đòn trí mạng. Những người mèo nhào về phía hắn đều xuất hiện một lỗ thủng ngay khi trên thân thể chúng vẫn còn đang ở giữa không trung, máu tươi từ đó trào ra ướt đẫm. Mặc dù có ưu thế về địa hình, Thế nhưng đám người mèo này vẫn bị những chiến sĩ Sata kết thành chiến trận làm khó không thôi. Nếu như là buổi tối hoặc đổi thành đánh lén với quy mô nhỏ thì có lẽ sẽ khiến các dũng sĩ Sata gặp chút ít phiền phức. Thế nhưng bây giờ, đám người mèo này lại trực tiếp tìm đường chết. Nhưng mà sao lại có một con hổ ở đây vậy? Là sủng vật của lãnh chúa người mèo à? Trong video, một con hổ lớn với con ngươi trắng ngạch đột nhiên từ bên trong lãnh địa tộc người mèo nhảy ra, nó nổi giận gầm lên một tiếng, Uy phong lẫm liệt nhằm về phái Ateri. Nhưng một giây tiếp theo nó đã bị Ateri chém thẳng vào đầu, ngã trên mặt đất trung rẫy một hồi, chết không nhắm mắt. Sức chiến đấu này của nó không thể so sánh được như quái thú hoang dã dạ cấp 2. Người mèo yếu như vậy à? Làm ta thất vọng quá đấy. Nữ người mèo. Thanh xuân của gia cũng kết thúc rồi. Sau khi thấy được dáng vẻ của nữ người mèo, Hoàng Vũ cảm thấy khá thất vọng những nữ người mèo này khác hoàn toàn với nữ người mèo trong anime ở lam tinh không phải không tìm được hình dạng tương đồng mà chúng trông khá giống mèo kiếm trong quái vật sờ lai chúng chỉ cao khoảng hơn một thước có một đôi tai mèo một đuôi mèo cả người đều bị lông bao phủ chỉ lộ ra mỗi khuôn mặt mặc dù nhìn lướt qua cũng coi như mi thanh mục tú thế nhưng lại khác hoàn toàn với nữ người mèo không đúng lắm sao ta có thể đưa ra đánh giá mi thanh mục tú với loại đồ chơi này được chứ Kết thúc video, Hoàng Vũ không cảm xúc gửi một tin cho Sa. Tiêu diệt chúng nhanh một chút. Ken, chiến sĩ của ngài tiêu diệt được lãnh chúa tộc người mèo, nhận được 15.000 điểm kinh nghiệm và 1.200 hồn tinh. Trong thời gian khoảng nửa canh giờ, Hoàng Vũ đã nhận được tin tức lãnh chúa tộc người mèo bị giết. Thế nhưng điểm kinh nghiệm và hồn tinh mà Hoàng Vũ thu được từ đó lại ít đến đáng thương. Có lẽ cấp độ của lãnh chúa người mèo dù cao hơn lãnh chúa Sài Lan một chút. Thế nhưng kinh nghiệm và hồn tinh mà Hoàng Vũ có thể nhận được lại thấp hơn rất nhiều. Ném nó tới thanh kinh nghiệm của level 29 đến level 30, kết hợp với kinh nghiệm đánh giết người mèo của các dũng sĩ thì thanh kinh nghiệm của hắn cũng chỉ tăng lên một chút xíu mà thôi. Tuy nhiên, số lượng hồn tinh thu được là hơn 80.000, nâng tổng số hồn tinh mà Hoàng Vũ thu được lên đến 170.000, đây cũng coi như là một đợt bổ sung nho nhỏ. Sau khi lãnh chúa tộc người mèo chết, Số lượng người mèo còn lại cũng bị giải quyết rất nhanh. Một lát sau, đám người Atari đã tìm được quyền hành của lãnh chúa người mèo. Chiến sĩ của ngài đã chiếm lĩnh lãnh địa tộc người mèo thuộc liên minh Tiger, cũng đã tìm được quyền hành của lãnh chúa tộc người mèo tổ tiên đồ đằng. Có muốn chiếm lĩnh không? Có, không. Thành viên của liên minh Tiger à. Hoàng Vũ đang nghe truyện trên TV audio CV nhìn thông báo nhắc nhở về danh hiệu của bộ tộc người mèo. Trước kia khi chiếm lĩnh hùng nhân tộc cũng không thấy xuất hiện chuyện này. Thông báo nhắc nhở xuất hiện cũng mang theo ý nghĩa liên minh chính quy, tương tự như hội chí lý. Nói rõ người của tổ chức liên minh Tiger này cũng đồng thời thu được thứ giống như chứng chỉ liên minh này. Bảo sao lại đột nhiên xuất hiện một con hổ, hóa ra là trợ giúp cho lãnh chúa người mèo. Hoàng Vũ đâm chiêu suy nghĩ, sau khi tiêu diệt người khởi đầu liên minh Tiger có thể thu được chứng chỉ lãnh chúa hay không? nhìn về thông báo nhắc nhở chiếm lĩnh trước mặt hoàng vũ lập tức lựa chọn chiếm lĩnh mở khóa quyền hạn mua thương phẩm nửa người thú dù là thực lực hay tướng mạo của binh chủng người mèo đều không lọc được vào mắt xanh của hoàng vũ phương án tối ưu nhất chính là phân giải hồn tin đang nắm giữ mời lựa chọn phương thức chiếm lĩnh kế thừa thông vệ phân giải đồng hóa phân giải tiến hành phân giải đã phân giải toàn bộ đơn vị kiến trúc trong đó lãnh địa người mèo tộc lãnh chúa nhận được 152.070 hồn tinh. Tất cả khoáng sản của lãnh địa người mèo tộc nhận được 98.260 hồn tinh. Đã phân giải quyền hành lãnh chúa cấp 3 của lãnh địa người mèo tộc, lãnh chúa nhận được 10.000 hồn tinh. Phân giải hoàn tất. Sau khi phân giải lãnh địa người mèo tộc cấp 2, Hoàng Vũ nhận được 260.000 hồn tinh. Mặc dù lợi ích thu được không bằng lúc diệt hùng nhân tộc trước đó, thế những kết quả cũng không sai biệt lắm. Chí ít cũng đủ để Hoàng Vũ mua Địa Tâm Thạch, cùng với hồn tinh thăng cấp cấm vệ ngự lâm doanh. Đối phó với một lãnh địa chủng tộc phổ thông cấp 2, các dũng sĩ xa cũng không bị tổn hại gì. Hoàng Vũ gửi tin để bọn họ tự do tác chiến, sau đó lại mở trang thương thành hỗn độn ra, nhấp vào phần danh sách giảm giá, mua đá địa tâm. Có đồng ý thanh toán 240.000 hồn tinh để mua 200 đơn vị vật liệu cấp bậc hoàng mỹ, đá địa tâm không. Có, không. Có nhận được 200 đơn vị đá địa tâm, Hoàng Vũ mở ra bản thông tin về cấm vệ ngự lâm doanh, chuẩn bị tăng cấp kiến trúc binh chủng lên cấp 4. Xem thời gian, cấm vệ ngự lâm doanh có thể hoàn thành thăng cấp trước nửa đêm. Trong rừng rậm phía bắc của thành Hoàng Vũ, Brianna vung thanh kiếm hàng ba trong tay, bắn ra hàng quang, chém đứt đầu mấy con chim vong linh đang dây dưa không dứt. Sau đó ngừng ô lân báo lại, hạ lệnh. Nghỉ ngơi tại chỗ, chú ý cảnh giới. Sau khi nhận được mệnh lệnh, các nữ chiến sĩ Amazon tập hợp lại theo thứ tự, tiến hành tu sửa chính đốn. Đồng thời hỗ trợ lẫn nhau, thanh lý toàn bộ thịt thối và dòi bỏ ra khỏi áo giáp và trên lưng ô lân báo. Mặc dù nhìn qua có chút chật vật nhưng các nữ chiến sĩ Amazon đều không xuất hiện tổn thương thật sự. Chỉ có một vài con ô lân báo, trong lúc đám vong linh bò ra khỏi mặt đất đã bị thương một chút. Sau đó bị đám thịt thối, dòi bọ và tử khí xâm nhập, khiến cho vết thương xuất hiện tình trạng hoại tử nhưng sau khi bôi thuốc đặc trị và giải độc thì cũng không xuất hiện tình trạng quá nghiêm trọng các nữ chiến sĩ amazon nắm giữ năng lực hội pháp ma bình ngay lúc đám thịt thối và dòi bọ có chứa tử khí kia rơi xuống người đã bị hội pháp ma bình tinh lọc gần hết chỉ có điều nhìn thấy chúng vẫn rất buồn nôn lúc đó sau khi nhận thấy tình huống không đúng brianna đã quyết đoán hạ lệnh để các nữ chiến sĩ amazon rút lui khỏi lãnh địa thương lam sự thật đã chứng minh sự quyết đoán này của cô là hoàn toàn chính xác những vong linh kia không chỉ trú ngụ ở trong lãnh địa thương lam mà trong những lãnh địa khác gần đó cũng có không ít vong linh đang ngủ say trong lúc các nữ chiến sĩ amazon rút lui trên mặt đất xuất hiện lít nha lít nhít bàn tay sau khi nhìn thấy cảnh đó trái tim brianna đều trào dâng đến tận cuống họng những cánh tay duỗi ra kia giống như hải tảo nước chảy bèo trôi nháy mắt đã biến thổ địa màu nâu trở thành biển xương trắng xóa giống như không bao lâu sau có thể nuốt hết tất cả các nữ chiến sĩ amazon cũng may có ô lân báo không hổ danh là sủng vật cấp bậc hoàng mỹ bộc phát năng lực cực kỳ xuất sắc trong hoàn cảnh đại quân vong linh liên tục bò ra khỏi mặt đất vẫn có thể chạy thoát khỏi khu vực nguy hiểm đó khi đó có không ít nữ chiến sĩ amazon quay lại ngước nhìn cho dù là người có ý chí kiên định như brianna cũng cảm thấy da đầu tê dại trong số đám vong linh kia có xác nhân loại đã một nát một nửa có xương quái thú hoang dã đã rỉ sắt, có quái vật được chấp vá những những mảnh xương linh tinh lung la lung lay, cùng với đàn quả mênh mông bay lượt cả bầu trời. Mặc dù phần lớn sức chiến đấu của đám vong linh này không mạnh, nữ chiến sĩ Amazon thiện xạ như Ella chỉ cần một mũi tên đã có thể xuyên chết vài con. Thế nhưng số lượng lại rất nhiều, chúng niên cùng đuổi theo các cô, nhiều đến mức hoàn toàn không nhìn thấy điểm cuối. Nếu như bất hạnh bị chúng vây quanh, dù là nữ chiến sĩ amazon có sức chiến đấu mạnh mẽ cũng sẽ lành ít dữ nhiều chỉ là nếu như toàn bộ nữ chiến sĩ amazon đều ở đây cô chắc chắn có thể tiêu diệt toàn bộ đại quân vong linh này linh hồn của dũng sĩ thành hoàng vũ đều bị điện anh linh dùng anh linh hồn phong ấn ký hiệu cho dù bỏ mình trên sa trường thì trong thân thể cũng không có năng lượng linh hồn các cô cũng sẽ không bị chuyển hóa thành vong linh không có người phe mình biến thành kẻ địch lớn nhất những vong linh thực lực phổ thông này không phải là đối thủ của các nữ chiến sĩ amazon thế nhưng nếu như vậy thì mấy trăm viên hồn ấn anh linh trong điện anh linh sẽ bị kích hoạt mà hoàng vũ và brianna đều không cho phép xảy ra chuyện như vậy brianna nhìn về phương hướng của lãnh địa thương lam số lượng lớn vong linh loài chim vẫn còn đang bay xoay quanh bầu trời khu vực đó chỉ có điều chúng không bay đến đây có lẽ tên lãnh chúa vong linh kia cảm thấy không thể đuổi kịp các cô nên đã lựa chọn từ bỏ mà cô cũng không định tiếp tục mạo hiểm, dự định dẫn theo người lưu lạc kia quay trở về lãnh địa trước. Theo như thông tin hiện tại thu được, sức mạnh tổng thể của lãnh chúa vong linh kia vẫn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được. Mặc dù số lượng thủ hạ vong linh rất nhiều, nhưng sức chiến đấu lại khá yếu. Trong số đó, lợi hại nhất cũng chỉ có vài con quái thú hoang giả cấp 4 cấp 5 bị chuyển hóa thành vong linh mà thôi. Cấm vệ ngự lâm doanh thăng cấp cấp 4 cần vật liệu kiến trúc đặc biệt. 200 đơn vị không kim nham, 200 đơn vị lưu ly kim, 200 đơn vị đá địa tâm, 400 đơn vị đá mây không. Thỏa mãn nhu cầu thăng cấp, lần thăng cấp này ngoại trừ tài liệu kiến trúc đặc biệt ra còn tiêu hao 150.000 hồn tinh, 200.000 đơn vị gỗ, 160.000 đơn vị vật liệu đá, 50.000 đơn vị tinh thiết. Xin hãy xác nhận có thăng cấp hay không? Có, không. Có. Kiểm tra thấy không đủ số lượng vật liệu gỗ và vật liệu đá, lãnh chúa hãy mau chóng bổ sung kịp thời. Không đủ vật liệu gỗ và vật liệu đá à. Hoàng Vũ có chút ngoài ý muốn, lúc mở nhà kho ra thì hắn mới phát hiện, vật liệu gỗ còn thiếu khoảng hơn 20.000 đơn vị, vật liệu đá thiếu khoảng 15.000 đơn vị. Mặc dù hắn đã chuẩn bị tinh thiết từ trước, thế nhưng cũng chỉ còn dư lại khoảng hơn 60.000 đơn vị mà thôi. Mới vừa thăng cấp huyền bí chi quan đã tiêu hao không ít vật liệu liên tục thăng cấp hai kiến trúc cấp bậc siêu phàm quả thật không còn lại bao nhiêu vật liệu. Cũng không quá đắt, có thể mua một ít trên sàn giao dịch. Sau khi tiêu tốn khoảng hơn 4.000 hồn tinh, bổ sung đầy đủ vật liệu cơ bản bị thiếu hụt, Hoàng Vũ lại lựa chọn thăng cấp thêm một lần nữa. Tiêu tốn 150.000 hồn tinh và số lượng lớn vật liệu trong kho hàng, hiện tại, trong tay Hoàng Vũ chỉ còn khoảng hơn 30.000 hồn tinh. Một luồng ánh sáng màu vàng bắn ra, bao quanh toàn bộ doanh trại cấm vệ ngự lâm, thăng cấp lên thành kiến trúc cấp 4. Vừa vặn ngày mai có đợt thủy triều quái thú hoang dã, có thể giúp doanh trại cấm vệ ngự lâm mới sinh ra này thăng cấp. Sau khi làm xong những việc này, Hoàng Vũ đi về phía viện nghiên cứu ma văn. Sáng sớm hôm nay, viện nghiên cứu ma văn có thông báo nhắc nhở không dứt. Hiện tại, thời gian chỉ mới trôi qua một nửa buổi sáng, mà có 14 thợ rèn cấp học đồ thăng cấp thành thợ rèn cấp chuyên gia có bảy thợ rèn thu được nghề phụ cấu trang ma văn sư. Tốc độ tăng trưởng vô cùng nhanh. Ngoài ra, Hoàng Vũ còn muốn đến trung tâm cấu trang ma văn nhìn một chút, xem có thành quả mới nào không. Mặc dù không thu được tin tức nghiên cứu chế tạo thành công cấu trang ma văn cấp bậc trắc Việt, nhưng lúc dùng bữa sáng, Trúc Linh có nói qua rằng bản thân cô đã chiến cứu chế tạo ra một loại đồ chơi khá thú vị, bởi vậy Hoàng Vũ dự định sẽ qua đó xem một chút. Sau khi gặp mặt các thợ rèn cấp chuyên gia mới lên cấp và cấu trang ma văn sư, Hoàng Vũ mới đi tìm Trúc Linh ở khu thí nghiệm của trung tâm cấu trang ma văn. Lúc này, trên tay Trúc Linh có mang một loại trang bị găng tay. Loại trang bị này trông khá cồng kềnh, có màu đen, mặt trên có thêm ma văn màu bạc lấp lóe. Sau khi tiến hành điều chỉnh thử, Trúc Linh giơ cánh tay có đeo trang bị đó lên, nhắm về phía mô hình hình người ở khu thí nghiệm. Vù. Ma văn sáng một hồi lâu, đột nhiên trở nên yên lặng. Hoàng Vũ chỉ nghe thấy một tiếng kêu khẽ. Sau đó nhìn thấy tứ chi của mô hình hình người được sắc lá bao phủ kia vạn vẹo, bị đè ép lên nhau. Lúc này, hắn mới phát hiện những tấm sắc lá gắn trên người giả đó được khảm nạm thêm nguyên tố kết tinh. Nguyên tố kết tinh là kết quả của chúa tể nguyên tố và nguyên tố vây quanh, khu vực mà Hoàng Vũ ở trong một thời gian dài, do nồng độ các nguyên tố quá cao nên sẽ tạo ra các tinh thể nguyên tố thuần khiết. Những nguyên tố kết tinh này sẽ đồng thời tản ra năng lượng nguyên tố cực lớn, dẫn đến sắc lá trên mô hình hình người bị biến hình vặn vẹo, sau đó vỡ nát. Có thể ảnh hưởng đến cả vật chất và năng lượng. Rốt cuộc thì nha đầu này đã nghiên cứu chế tạo ra thứ đồ chơi gì vậy? Nhìn thế nào cũng giống như dùng để đối phó hắn vậy. Vẽ mặt hoàng vũ xám xịt, đẩy cửa phòng thí nghiệm ra, đi vào. Lãnh chúa đại nhân. Trúc Linh thấy hoàng vũ đi vào thì cười hì hì chào hỏi, cô còn cầm lấy trang bị hình dạng găng tay trên tay mình giới thiệu cho hắn đây là găng tay bảo từ phát minh mới do ta vừa nghiên cứu ra rất thú vị nó có thể dùng lực từ trường của thiết từ phụ ảnh hưởng lên vật thể khác vặn vẹo phá hoại không theo quy tắc nhưng không thể dùng đối với vật thể có thuộc tính quá ổn định trúc linh tháo găng tay bảo từ trên cánh tay mình xuống giao nó cho hoàng vũ sau đó cô cầm lấy một khối kết tinh năng lượng tiếp tục nói Sáng sớm hôm nay, trong lúc thí nghiệm, ta còn bất ngờ phát hiện lực từ trường phát ra từ găng tay bảo từ có thể ảnh hưởng năng lượng bên trong phạm vi bao trùm. Nó có thể phá hoại kết tinh năng lượng, khiến sinh vật thể bên trong năng lượng mất cân bằng, khiến cho mọi thứ trở nên hỗn loạn, nổ tung, thậm chí là biến mất. Trong lúc vô tình phát hiện, có thể phá vỡ sự cân bằng năng lượng. Đây không phải là khắc tinh đối với phần lớn trang bị của pháp thuật sư sao? hoàng vũ lắng nghe trúc linh nói xong thì nhận lấy găng tay bảo từ điều ra bản thông tin của cấu trang ma văn này cấu trang ma văn găng tay bảo từ phẩm chất hiếm có giới thiệu trang bị đây là tác phẩm của thợ rèn cấp đại sư cấu trang ma văn sư cấp chuyên gia trúc linh thuộc viện nghiên cứu ma văn hoàng vũ sau khi người sử dụng kích hoạt ma văn tụ lực có thể khiến lực từ trường của vật thể mục tiêu trở nên hỗn loạn có thể bóp méo hình thái mục tiêu hiện tại chỉ có tác dụng đối với một vài mục tiêu đồng thời phá hủy sự cân bằng năng lượng từ trường bên trong khu vực bao trùm khiến cho mọi thứ trở nên hỗn loạn hoặc biến mất hiệu quả tùy lúc có lúc không có tác dụng đối với mục tiêu tuy rằng thành phẩm đã rất hoàn chỉnh nhưng có thể thấy được găng tay bảo từ vẫn như cũ có không gian phát triển không nhỏ cần phải tụ lực mục tiêu bị bóp nát có hạn chế hiệu quả lực phá hoại không biết trước nếu những vấn đề này đều được giải quyết thì công dụng của trang bị này sẽ được mở rộng hơn rất nhiều trở thành cấu trang ma văn cấp bậc hoàng mỹ thậm chí cấp độ siêu phàm cũng không phải không thể hoàng vũ suy nghĩ một chút tiện tay ngưng tụ ra một vòng xoáy năng lượng nguyên tố nước nói với trúc linh trúc linh ngươi dùng găng tay bảo từ thử phóng thích một trận lực từ trường về hướng vòng xoáy năng lượng nguyên tố nước này đi được trúc linh thành thạo mang găng tay bảo từ vào sau đó cô kích hoạt ma văn phía trên tụ lực phát động găng tay này. Vù. Sau khi một đợt âm thanh kêu lên, vòng xoáy nguyên tố không hề dị động, vẫn như cũ trôi nổi bồng bềnh giữa không trung. Ồ. Trúc Linh kinh ngạc trong chốc lát, tiếp tục tụ lực. Găng tay bảo từ phóng ra từ trường có khả năng không có tác dụng, hiện tại cô cũng không hiểu rõ nguyên nhân trong đó, có điều loại xác suất này không hề cao. Vù. Sau khi phóng ra lần thứ hai, vòng xoáy nguyên tố vẫn như cũ không bị ảnh hưởng. Tốt, tới đây đi. Hoàng Vũ xua tan vòng xoáy nguyên tố, không có người nào có thể hiểu rõ tại sao găng tay bảo từ lại mất đi tác dụng hơn hắn. Thật ra nguyên nhân trong này rất đơn giản, viện nghiên cứu ma văn nằm trong phạm vi bao trùm của hiệu lệnh nguyên tố. Vừa rồi hắn đã ra lệnh cho nguyên tố đối với bộ phận khu vực này, nếu không có sự đồng ý của hắn thì lực từ trường do găng tay bảo từ phóng ra sẽ không cách nào ảnh hưởng đến nguyên tố nơi này. Chuyện này cũng mang ý nghĩa, hắn sẽ không bị ảnh hưởng bởi găng tay bảo từ hiện tại năng lực bảo vệ mạng sống mạnh nhất của hoàng vũ chính là hóa thân nguyên tố nếu như bị phát minh do chính người của mình nghiên cứu ra đánh chết thì hắn thật sự là quá thất bại ken thương thành hỗn độn đánh giá găng tay bảo từ có giá trị thu nhận có muốn giao kỹ thuật chế tạo găng tay bảo từ cho thương thành hỗn độn thu nhận hay không lãnh chúa có cơ hội thu được 75.000 điểm kinh nghiệm cùng với 6% lợi nhuận từ găng tay bảo từ sau khi thương thành hỗn độn bán ra được sản phẩm. Chú thích, lãnh chúa không cần cung cấp vật liệu trang bị rèn đúc, sau khi thương thành hỗn độn bán ra thương phẩm găng tay bảo từ sẽ ghi rõ nguồn gốc xuất phát từ Viện Nghiên cứu Ma Văn Hoàng Vũ. Không lâu lắm, Hoàng Vũ cũng nhận được thông báo thu nhận. Từ thương thành hỗn độn. Sau khi Hoàng Vũ lựa chọn có thì hắn lập tức thu được 75.000 điểm năng lượng, kinh nghiệm level 29 lập tức tăng thêm một đoạn. Ngày mai, nếu như quy mô của thủy triều quái thú hoang dã có thể lớn hơn một chút, thì thanh kinh nghiệm sẽ có thể được lấp đầy rồi. Hoàng Vũ tự lẩm bẩm. Đáng tiếc vẫn không tìm được vẫn dẫn thức tỉnh thích hợp. Lúc hoàng hôn, bên trong đại điện pháo đài. Hiện tại, những vong linh kia chiếm cứ lãnh địa Thương Lam, cùng với một khu vực không nhỏ xung quanh. Cách chúng ta gần 100 km, không tính là quá xa. Số lượng vong linh rất nhiều, nhưng không có đơn vị chiến đấu đặc biệt xuất hiện, thực lực tổng hợp bình thường. Lúc hoàng hôn, Brianna trở về thành Hoàng Vũ. Sau khi bộ lạc Amazon được tu sửa đơn giản, cô đã đến đây gặp mặt Hoàng Vũ, báo cáo tình báo ngày hôm nay. Đối mặt đội quân vong linh ngày hôm nay Brianna gặp được, cô đã đưa ra đánh giá như thế. Đương nhiên, đây là đánh giá sau khi so sánh với lãnh địa Hoàng Vũ. 100 km. Cũng không xa lắm. Chút khoảng cách ấy, ta hóa thân cự long, dưới sự thúc đẩy của nguyên tố gió thì sẽ có thể bay đến rất nhanh. Lãnh chúa vong linh cầm liêm đao, chắc chắn là Lan Nguyệt. Hoàng Vũ nghe Brianna miêu tả thì bắt đầu suy nghĩ. Hắn cũng rất muốn gặp mặt lãnh chúa vong linh kia, hỏi xem quá trình cô ấy biến thành vong linh là như thế nào. Nhưng hiện thực vẫn chênh lệch rất lớn với suy nghĩ. Thời gian trôi qua dài như vậy, hoàng vũ cũng sẽ không cho rằng đối phương còn có thể vì một trang bị cấp bậc tinh xảo mà trong lòng mang niềm cảm kích đối với mình hỗn độn huyễn giới cũng chỉ là hình chiếu của lãnh chúa vong linh đoạn thời gian gần nhất mà thôi khi đó tâm thái của la nguyệt đã thay đổi vài vấn đề hiện tại sau khi la nguyệt chuyển hóa thành vong linh đã trở thành chủng tộc khác hơn nữa còn là chủng tộc đối địch với hắn hai bên gặp nhau sẽ chỉ có thể chiến đấu đến khi còn một bên còn sống mà thôi nếu ngươi ở bên trong hỗn độn huyễn giới đã muốn có được cái chết thật sự. Vậy thì hãy để ta mang đến cho ngươi đi. Mi mắt của Hoàng Vũ buông xuống, im lặng chốc lát, nói với Brianna. Brianna, công việc quét sạch khu vực lãnh địa khác thì giao cho dũng sĩ Sparta hoàn thành. Hai ngày nay, các ngươi dọn dẹp một chút nhân tố không ổn định ven đường đi về hướng lãnh địa Thương Lam, chủ yếu là những dị tộc kia. Đồng thời phái người chú ý hướng đi của những vong linh kia, ta muốn khởi xướng một cuộc chiến với vong linh. Brianna nghe được lời của Hoàng Vũ thì lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, hành lễ trả lời. Tuân mệnh, lãnh chúa đại nhân. Vào đêm, trong ngoài lãnh địa Hoàng Vũ, tất cả đều bị ánh trăng tím đỏ yếu ớt bao phủ. Nhưng cho dù màn đêm buông xuống trong và ngoài thành Hoàng Vũ cũng có mấy phần nhân khí. Quả cầu ánh sáng thủy tinh thay cho ngọn đèn còn chưa bị cấm vệ ngự lâm tắt đi, đường phố, tường thần cấm, Quảng trường đá hắc diệu vẫn sáng trưng như cũ. Xung quanh khu vực điện Anh Linh vẫn có ánh sáng màu vàng tỏa ra, vừa có vẻ thần thánh vừa trang nghiêm. Ba tòa tháp ma pháp được ánh sáng yếu ớt chiếu rọi, khiến cho người ta có một loại cảm giác thần bí. Viện nghiên cứu ma văn và phân xưởng chế tạo ma dược thì lại có hơi ồn ào, những lô trang bị và các thuốc mới vừa sản xuất ra, liên tiếp không ngừng đưa vào nhà kho phía nam. Các dũng sĩ Sparta và nữ chiến sĩ Amazon vừa trở về không lâu đang ở bên trong lãnh địa ăn uống, tỉ thí với nhau. Vào lúc này, doanh trại cấm vệ ngự lâm đang được bao phủ bên trong ánh sáng thăng cấp màu vàng bỗng phát ra âm thanh hoàn thành ầm ầm. Hoàng Vũ đang ngồi minh tưởng ở trên ban công cũng thu được thông báo nhắc nhở. Ken Doanh trại cấm vệ ngự lâm thành công thăng cấp thành kiến trúc cấp 4. Sau khi doanh trại cấm vệ ngự lâm lên cấp 4 đã biến thành một quần thể kiến trúc vuông vứt, tường đỏ kim, ngói cổ phong. Điểm này có khác biệt rất lớn với trại huấn luyện Sata và bộ lạc Amazon. Nó cũng chiếm diện tích lớn nhất trong ba tòa kiến trúc đó. Hoàng Vũ vừa bay về phía doanh trại cấm vệ ngự lâm vừa ra xét tin tức. Cấm vệ ngự lâm doanh, kiến trúc cấp bậc siêu phàm. Cấp độ, cấp 4. Chú thích, thăng cấp đến cấp 5 cần hỏa chủng cấp 5, 900.000 hồn tinh, 2 triệu đơn vị gỗ, 3 triệu đơn vị vật liệu đá, 600.000 đơn vị tinh thiết, cùng với 1.000, 1.000 thông đơn vị vật liệu kiến trúc đặc biệt. Giới thiệu, doanh trại cấm vệ ngự lâm mỗi ngày sẽ sinh ra 50 tên cấm vệ ngự lâm. Mỗi khi thanh toán thêm 50 hồn tinh, cấm vệ ngự lâm có trách nhiệm thủ vệ. Đặc tính kiến trúc 1, địa chấn không chuyển, cấp 2. Đặc tính kiến trúc 2, nhật viêm chi huy, cấp 3 doanh trại cấm vệ ngự lâm sinh ra cấm vệ ngự lâm sẽ từ từ thu được thể chất nhật viêm chi huy loại thể chất này sẽ làm bọn họ luôn tỏa ra khí tức giống như thái dương lúc tấn công kẻ địch sẽ thu được hiệu quả thiêu đốt có hiệu quả tốt nhất đối với các sinh vật dạng linh hồn đặc tính kiến trúc ba dũng nghị không thôi cấp ba khi cấm vệ ngự lâm chiến đấu thì có thể liên tục hấp thu năng lượng từ mặt đất để khôi phục hao tổn năng lượng bổ sung thể lực chậm rãi chữa trị thương thế hiệu quả của dũng nghị không thôi giúp bọn họ có thể kéo dài chiến đấu đặc tính kiến trúc bốn ngoại ngạch bệnh cấp hai hạng mức binh chủng tối đa của doanh trại cấm vệ ngự lâm tăng lên 20%. Chú thích, cấm vệ ngự lâm là binh chủng siêu phàm, từ khi vừa sinh ra đã là đơn vị dũng sĩ, lúc thực hiện trách nhiệm thủ vệ sẽ được tăng lên kinh nghiệm, có 6% xác suất lên cấp đơn vị anh hùng, 0.5% xác suất lên cấp đơn vị cấp vương, 0.05 xác suất lên cấp đơn vị cấp thần. Lúc cấm vệ ngự lâm lên cấp chỉ cần đưa vào bốn loại vật liệu kiến trúc đặc biệt ít hơn trại huấn luyện Sata và bộ lạc Amazon một loại. Hai loại cấp bậc trác Việt bao gồm, không kim nham, đá mây không, phân biệt mang cho doanh trại cấm vệ ngự lâm cấp 2 đặc tính kiến trúc, địa chấn không chuyển và ngoại ngạch bệnh. Đây là đặc tính mà hai kiến trúc binh chủng khác cũng có. Trong quá trình thăng cấp có bỏ thêm lưu ly kim, doanh trại cấm vệ ngự lâm thu được thể chất nhật viêm chi huy. Cấm vệ ngự lâm của Hoàng Vũ, từ đây trở thành ánh mặt trời Nam Hải, có thể giống như Thái Dương, có thể sưởi ấm cho kẻ thù. Còn lại đá địa tâm thì lại giúp cho cấm vệ ngự lâm thu được năng lực dũng nghị không thôi. Năng lực này tương đương với mỗi một vị cấm vệ ngự lâm, trên người luôn được gia trì chữa trị thuật, thể thuật, pháp thuật bản đơn giản. Tăng cường năng lực chiến đấu liên tục của cấm vệ ngự lâm. Ở trong quy hoạch của Hoàng Vũ, cấm vệ ngự lâm tương lai sẽ không chỉ là thủ vệ tường thần cấm. Chờ đến khi lãnh địa hoàng vũ của hắn mở rộng ra bên ngoài thì cấm vệ ngự lâm sẽ đảm nhiệm vị trí canh giữ then chốt. Nếu không, tuy rằng có trách nhiệm thủ vệ thì vẫn chỉ là làm tổ ở trong nhà, cũng là một loại lãng phí đối với binh chủng có thực lực siêu phàm. Tương lai, thành hoàng vũ không cần quá nhiều quân đội đóng giữ, trong tay hắn còn có hơn 70.000 hồn tinh. Chủ yếu là nữ chiến sĩ Amazon và dũng sĩ Sata thu được trong lúc thanh lý quái thú hoang dã xung quanh vào xế chiều hôm nay. Số lượng không nhiều vì số lượng quái thú hoang dã xung quanh thành hoàng vũ đang nhanh chóng giảm xuống, số lượng quái thú săn bắn được cũng ngày một ít đi. Khai thác khu vực mới giống như chuyện lửa xém lông mày. Hoàng vũ kiểm tra một hồi nhà kho trang bị. Từ khi Sê-Linh nhận lấy công việc trù tính vật tư trong nhà kho thì mỗi ngày ra vào kho đều được sắp xếp ngay ngắn rõ ràng. Đồng thời, cô cũng căn cứ theo kế hoạch của Hoàng Vũ, tiến hành điều chỉnh tăng giảm số lượng đối với vật tư có tính chiến lược giống như trang bị. Lúc này, trong kho hàng còn dự trữ hơn 2.000 bộ trang bị mới, đủ cho 1.000 cấm vệ ngự lâm sử dụng. Hoàng Vũ mở ra bản thông tin của doanh trại cấm vệ ngự lâm cấp 4, dự định tăng thêm 1.000 tên cấm vệ ngự lâm nữa. Hiện tại trên tường thần cấm đã có 500 tên cấm vệ ngự lâm sử dụng phương thức chia đội tuần tra, đề phòng kẻ địch lẻn vào. Bởi vì tổng chiều dài của tường thành cả nội thành lẫn ngoại thành của thành Hoàng Vũ là 25 km, nếu như 500 tên cấm vệ ngự lâm phân tán ra thì cần 40, 50 mét mới có thể sắp xếp một tên. Như vậy sẽ không cách nào phát huy ra được trách nhiệm thủ vệ của bọn họ. Cho dù tăng lên 1.000 tên cấm vệ ngự lâm thì cũng chỉ có thể thỏa mãn một phần nhu cầu phòng ngự ở ngoại thành. Có tiêu hao 50.000 hồn tinh để triệu hóa 1.000 tên cấm vệ ngự lâm hay không? Có, không. Có. Sau khi Hoàng Vũ xác nhận thì từng người cấm vệ ngự lâm bắt đầu từ từ xuất hiện ở trong doanh trại cấm vệ ngự lâm. Sau khi có 1.000 cấm vệ ngự lâm này gia nhập, số lượng binh chủng trong tay hắn đã nhiều hơn 5.000. Trong đó, nữ chiến sĩ Amazon chiếm nhân số nhiều nhất, hiện tại có hơn 1.900 người. Mấy ngày nay, cũng có một vài lãnh dân biểu hiện xuất sắc, nhận được cơ hội tiến vào trại huấn luyện ta huấn luyện, hiện nay nhân số đã đạt đến hơn 1.700 người. Hiện tại, cấm vệ ngự lâm lại gia tăng thêm 1.000 người, tổng số người đã là 1,500 người. Tốc độ binh chủng mở rộng cực nhanh, nếu không phải lãnh địa Hoàng Vũ đã tăng lên cấp 6, mở rộng khu vực đất đai màu mỡ thì chỉ dựa vào tài nguyên săn bắn thu được càng ngày càng ít, Hoàng Vũ sợ là đã không nuôi nổi. Binh chủng số lượng tăng lên cũng mang đến cho Selin áp lực không nhỏ. Bây giờ, mỗi ngày cô đều phía chạy đến viện nghiên cứu ma văn, Dục Bách Lý và Mao Khương mau chống chế tạo ra dây chuyền sản xuất rèn đúc trang bị và dụng cụ liên quan. Chỉ có điều tiến độ bây giờ chậm đến đáng thương. Hoàng Vũ ở trước pho tượng, nhận lấy hơn 1.000 tên cấm vệ ngự lâm hiệu trung. Không giống với dũng sĩ Sparta và nữ chiến sĩ Amazon có tính cách và giới tính khá là cực đoan. Cấm vệ ngự lâm nữ có nam có, mà trước đây không lâu còn sinh ra hai nữ anh hùng, một người tên là Mộng Kiến, một người tên tên là Giáng Môi chỉ có điều tổng thể thì số lượng nữ tính vẫn tương đối ít. Đêm đã khuya, Hoàng Vũ nói đơn giản vài câu thì sắp xếp các dũng sĩ mới sinh ra đến nhà kho lĩnh trang bị. Còn về công việc thủ vệ sau đó sẽ có các đơn vị anh hùng chuyên làm những việc này như Giang Thành tử phụ trách, không cần hắn phải tự mình sắp xếp. Ở ngoài cửa bắc của thành Hoàng Vũ. Một con quạ trực tiếp bay về phía lãnh địa Hoàng Vũ. Sau khi nhìn thấy bức tường cao và từng nhóm dũng sĩ thỉnh thoảng tuần tra đi qua thì con quạ này xoay quanh một vòng, sau đó bay thẳng lên cao, bay vào khu vực ngoài 60 mét của tường thần cấm. Nhưng mà đúng vào lúc này, một sức mạnh vô hình xuất hiện đè ép lên trên người gây. Cho dù nó phí công đập cánh, cực lực phi hành thì vẫn thẳng tắp hạ xuống như cũ. Giống như là bị người ta tóm lấy sau lưng, sau đó ném thật mạnh xuống mặt đất. Trên tường thành có cấm vệ ngự lâm chú ý tới con quạ này, nhưng không quan tâm quá nhiều. Bởi vì pho tượng lãnh chúa có đặc tính cấm phi hành nên khi Hoàng Vũ bố trí tường thần cấm đã lấy biên giới lãnh địa làm mốt, cố ý về xây vào bên trong mấy chục mét. Như vậy thì một khi có loài chim nào bay nhầm vào sẽ không kịp bay vào thành Hoàng Vũ đã mất đi năng lực phi hành, một đầu ngã chổng vó trên đất. Nhóm cấm vệ ngự lâm đã nhiều lần nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Chỉ có điều, ở trong bóng đêm, bọn họ lại không chú ý tới là sau khi con quạ kia rơi xuống đất thì lại không để lại thi thể mà hóa thành một tia khói bụi biến mất ở trong bóng đêm đại nhân ngoại trừ chuyện vừa rồi thì phía bên ta còn có một vấn đề nhỏ cần xin ý kiến của ngài sau khi buổi học sáng kết thúc hoàng vũ và selin cùng nhau sắp xếp các hạng mục công việc gần đây lúc sắp xong selin hỏi dò một vấn đề ngày hôm qua người lưu lạc do nữ vương thần tinh mang về không biết ngài có sắp xếp gì không người lưu lạc lúc này hoàng vũ mới nhớ đến chính mình vốn là muốn hỏi một ít chuyện của người lưu lạc kia có điều sau khi hắn nhận được tin tức về vong linh chuyện này cũng bị lãng quên hoàng vũ nghĩ một hồi hờ hững nói đưa đến trại huấn luyện sa ta cho hắn tiếp nhận một đợt cải tạo một lần nữa làm người dù sao cũng là người ngoài tuy rằng đã thu được thân phận lãnh dân của thành hoàng vũ nhưng độ trung thành vẫn còn đang trong giai đoạn xem xét dù sao người lưu lạc kia vẫn là một đơn vị dũng sĩ level 17, bỏ mặt không quan tâm thì cũng không được, thôi thì trực tiếp đưa đi huấn luyện, đến trại huấn luyện xa ta, thay đổi một hồi. Tuy rằng chi phí huấn luyện hơi cao một chút nhưng sau khi hắn ta được huấn luyện xong thì sẽ là đơn vị dũng sĩ level 17, cũng không tính là lỗ. Đã rõ. Selin gật đầu, nhưng khi cô đang chuẩn bị đi ra ngoài thì lại bị Hoàng Vũ gọi về. Selin, A Hòe đã chế tạo ra thuốc xóa ma văn rồi à. Thì ra, Hoàng Vũ đã nhìn thấy ma văn dưới xương quai xanh của Celine đã biến mất, nên mới hỏi. Ừm, tối ngày hôm qua đã nghiên cứu ra. Nhắc đến chuyện này, tâm trạng của Celine rất tốt, còn vui vẻ nói cho Hoàng Vũ biết một tin tức tốt. Hơn nữa, ngày hôm qua A Hòe còn nghiên cứu chế tạo ra một ma văn mới. Còn nghiên cứu ra một ma văn mới à? Hiệu suất nghiên cứu của A Hòe thật sự là quá cao. Hoàng Vũ nghe được tin tức này thì hơi vui mừng, sau khi Celine xin cáo lui, hắn cũng tiện tay điểm danh. Điểm danh thành công. Chúc mừng lãnh chúa nhận được tài nguyên khoáng sản cấp bậc hiếm có, mỏ đá hoàng kim cỡ nhỏ. Hoàng Vũ đứng lên khỏi ghế, đi tới trung tâm phụ thể Ma Văn, thiếu chút đã tiện tay đặt mỏ đá hoàng kim cỡ nhỏ lên quầy hàng cửa hàng Hoàng Vũ. Lúc đang thiết lập giá cả thì hắn mới chú ý thấy phần thưởng điểm danh ngày hôm nay lại là một mỏ tài nguyên khoáng sản đặc biệt cấp bậc hiếm có. Điểm danh nhiều ngày như vậy, ngoại trừ thần khí giảm giá ra thì mỏ đá hoàng kim chính là vật phẩm có giá trị cao nhất mình nhận được. Hiện tại, đá hoàng kim và thiết cự phù chính là vật liệu mà viện nghiên cứu ma văn dùng nhiều nhất. Hôm nay, vận khí có vẻ rất tốt. Hắn mới vừa nghe được trung tâm phụ thể ma văn có thành quả mới thì bây giờ điểm danh lại nhận được tài nguyên khoáng sản cấp bậc hiếm có. Thật sự là thời tới cản không kịp mà. Hoàng Vũ lợi dụng hỏa chủng, bố trí mỏ đá hoàng kim ở khu mỏ Quảng hướng đông nam ở ngoại thành. Nơi đó có trúc hắc kim đã thu hoạch ba đợt, hơn nữa chúng được ẩn sĩ sung vin chăm sóc cẩn thận, xuất hiện 3 chủng loại biến dị mới. Lần lượt là sau khi nó hấp thu mỏ tử kim, mọc ra chủng loại biến dị trúc tử kim, rồi sau khi hấp thu mỏ đá thanh lân, mọc ra chủng loại biến dị trúc thanh lân, nó còn hấp thu mỏ thiết từ phù, sinh ra chủng loại biến dị đặc biệt trúc hắc từ ẩn chứa từ trường. Ngày hôm nay, ẩn sĩ Xuân Vinh cố ý tham gia buổi học vào buổi sáng, báo cáo cho Hoàng Vũ biết tình huống phát triển của ba loại chủng loại biến dị này. Trúc Hắc Từ là vật liệu cấp bậc hoàng mỹ, hai loại khác chỉ có cấp bậc trắc Việt. Nhưng muốn chúng hoàn toàn trưởng thành có thể cần thời gian không ngắn. Hoàng Vũ vừa bay về phía viện nghiên cứu Ma Văn vừa xem danh sách hàng giảm giá ngày hôm nay. Nhưng điều làm hắn thất vọng là có thể vận may đã dùng hết. Hôm nay, danh sách thần khí giảm giá chỉ đổi mới ra một thương phẩm cấp bậc thần thoại, cùng với hai món cấp bậc truyền thuyết. Cũng không có vật liệu có thể dùng làm vật dẫn thức tỉnh. Thương phẩm cấp bậc thần thoại có tên gọi là thần thoại Hắc Hoàng đế Long tộc. Thương phẩm cấp bậc truyền thuyết thì một cái tên là chìa khóa cánh cửa tinh, là một kiến trúc đặc biệt có thể mở ra đường nối đi tới hư không. Món thứ hai là một trang bị ma pháp, tên là tro tàn hạt nhân hình như có liên quan đến nghề nghiệp sứ giả tro tàn mà Hoàng Vũ đã nhìn thấy vào sáng sớm. Có thể bên trong cấp bậc sử thi và cấp bậc siêu phàm sẽ đổi mới ra thương phẩm tốt hơn. Hoàng Vũ đóng danh sách thần khí giảm giá lại, bây giờ số lượng hồn tinh trong tay hắn không còn nhiều, hắn đi xem ma văn phụ thể mới xong rồi mới đầu cơ trục lợi hàng giảm giá cũng không muộn. Hắn tiến vào viện nghiên cứu ma văn, trong lúc đang đi trong hành lang trung tâm của phụ thể ma văn thì gặp được Bách Lý. Lãnh chúa đại nhân, ngài tới thật đúng lúc. Bách Lý móc ra một cái hộp tinh xảo, đưa cho Hoàng Vũ. Đại nhân, ngài bảo ta chế tạo trang bị không gian, ta đã làm một cái dựa theo yêu cầu của ngài. Làm phiền ngài xem thử một chút có hài lòng hay không. Bảy viên ảnh toán, Hoàng Vũ cho Bách Lý năm viên, bảo hắn chế tạo trang bị không gian. Hai viên khác thì lại ở trong tay Trúc Linh, cung cấp cho trung tâm cấu trang ma văn làm nghiên cứu. Thời gian hai ngày bách lý cũng đã làm xong theo cấp bậc tăng lên thời gian dùng để tạo ra trang bị chế cũng càng ngày càng dài đây là chuyện tất nhiên hoàng vũ mở hộp ra nhìn thấy trong đó là một chiếc nhẫn tinh xảo vòng nhẫn đế nhẫn đường viên toàn bộ đều được chế tạo từ tử kim tạo hình chính là đầu của một con cự long hình tượng cự long cực kỳ chân thật trong miệng nó còn ngậm một viên ảnh toản năng lượng màu xám bên trong ảnh toản đã bị loại bỏ nhưng vẫn như cũ có chức năng chứa đồ, những không gian phẩm chất siêu phàm. giới thiệu trang bị bên trong có không gian chứa đồ 10x10x10m là sức chứa cực hạn của trang bị chứa đồ cấp bậc siêu phàm, không thể chứa đựng vật sống, chứa đựng vật chết có thể duy trì thời gian dài không thay đổi về chất. hoàng vũ liếc nhìn bản thông tin của những không gian hiển nhiên bách lý đã tốn tốn không ít tâm huyết vào chiếc những không gian này hắn đã lợi dụng được toàn bộ thuộc tính của ảnh toản phát huy chức năng chứa đồ của những không gian đến cực hạn cực khổ rồi hoàng vũ vỗ vai bách lý cười nói ta rất thích trang bị này mấy viên còn lại cũng dựa theo nó làm như vậy là được có thể được đại nhân yêu thích là vinh hạnh của ta biểu cảm trên mặt bách lý hiện lên sự vui sướng nói chuyện với hoàng vũ một hồi biết hoàng vũ có việc nên hắn cũng chủ động xin rời đi trước hoàng vũ đi vào trung tâm phụ thể ma văn sau khi hắn nhìn thấy a hòe thì lập tức mở miệng hỏi a hòe nghe nói ngươi vừa nghiên cứu phát minh ra ma văn phụ thể mới à sau khi a hòe thấy hoàng vũ bước vào cô đầu tiên là thi lễ sau đó vẻ mặt của cô có chút lúng túng nói đúng là ma văn mới có điều thành phẩm là cấp bậc tinh xảo còn dùng dược liệu hơi quý thành phẩm tốn bao nhiêu không đáng kể chỉ cần hiệu quả tốt là được hoàng vũ không chút nghĩ ngợi nói ngược lại giai đoạn bây giờ ma văn cũng là dùng ở trên thuộc hạ của mình đắt một chút hắn cũng sẽ không cảm thấy đau lòng chờ đến lúc mở ra bán rộng ra cho bên ngoài trong lai like, mới nên cân nhắc nguyên liệu lãnh chúa đại nhân thật sự có chút đắt a hòe cẩn thận từng ly từng tí một từ trong lồng ngực lấy ra một bình thuốc màu xanh nước biển đưa cho hoàng vũ mở miệng nói loại thuốc cấp bậc tinh xảo này dùng năm giọt máu của bạch long cấp bậc hoàng mỹ một đóa hoa hữu sinh cấp bậc hoàng mỹ còn có kết tinh nguyên tố thủy hoàng vũ đang vuốt chai thuốc lạnh lẽo rơi vào trầm mặc khá lắm chỉ riêng thành phẩm đã quý giá ngang so với một vào loại thuốc cấp bậc trắc việt rồi đại nhân đây là hàng mẫu ta phối chế ra là dùng kỹ thuật phụ thể sáng tạo ra sau này còn có thể sẽ tiếp tục nâng cấp tối ưu Tuy rằng Hoàng Vũ kinh ngạc với chai ma dược thành phẩm này, nhưng hắn cũng sẽ không ngăn cản loại hành vi này. Nghiên cứu phát minh một đồ vật mới, thời kỳ đầu khẳng định là rất quan trọng. Huống chi A Hòe cũng giải thích, đây là hàng mẫu, sẽ dựa trên nó không ngừng tối ưu hóa. Hoàng Vũ cầm bình thuốc nhìn một hồi, dò hỏi. Ngươi nghiên cứu kỹ thuật phụ thể ra sao rồi? A Hòe nghe được lời này thì kéo tà váy lên, lộ ra cẳng chân ống ánh. Ma văn màu xanh nước biển từ bên dưới váy của cô lộ ra, ở ngay đỉnh đầu gối có vài nhánh lan ra, sau đó vặn vẹo quấn quanh lên bắp chân, sau đó bao trùm mắt cá chân, mu bàn chân, đi vào bên trong giày, nhìn qua lại thấy có một loại vẻ đẹp rất khác biệt. Đã thành công. A Hòe cởi giày ra, biểu diễn thành quả ma văn phụ thể hoàn chỉnh cho Hoàng Vũ xem. Không giống với phong trung hành giả. Loại ma văn này cần chủ động kích phát sau khi kích phát ma văn sẽ thu được năng lực đi trên mặt nước. Hoàng Vũ điều ra bản thông tin, kiểm tra thông tin của ma văn phụ thể này. Ma văn đi trên nước. Cấp bậc tinh xảo. Giới thiệu, đây là thành phẩm do ma văn phụ thể sư A Hòe thuộc Viện Nghiên cứu Ma văn Hoàng Vũ chế tạo ra. Chức năng, sau khi chủ động kích phát ma văn, người phụ thể sẽ nắm giữ được năng lực đi trên mặt nước. Ngoài ra nếu như ở bên trong hoàn cảnh băng tuyết, Lúc người phụ thể di chuyển sẽ không chịu bất cứ ảnh hưởng gì. Khác với phong trung hành giả, năng lực đi trên nước không có hạn chế, nhưng cũng rất có giá trị chiến lược. Nếu như trong trận chiến với Bạch Long, dũng sĩ Stata và nữ chiến sĩ Amazon cũng nắm giữ loại ma văn này thì lúc đánh với Bạch Long và binh chủng của nó, các dũng sĩ cũng sẽ không bị hạn chế hành động do hoàn cảnh chiến đấu ảnh hưởng. Có điều, hoàng vũ đợi một hồi nhưng không có thu được thông báo thu nhận của thương thành Hỗn Độn theo hắn đoán trước khi ma văn đi trên nước chưa được nâng cấp thì thương thành hỗn độn sẽ không đồng ý dù sao thì bây giờ ma dược đi trên nước chỉ là cấp bậc tinh xảo nhưng giá cả nguyên liệu lại cần đến mấy chục ngàn hồn tinh mới chế tạo được đợi a hòe mang giày vào hoàng vũ từ tốn nói sau này không cần phải dùng bản thân làm thí nghiệm nữa ta sẽ sắp xếp người thử thuốc cho ngươi hơn nữa nếu như là ma văn phụ thể thì các dũng sĩ khẳng định sẽ rất tình nguyện phối hợp với ngươi sau khi nói xong hoàng vũ lấy ra ba bình thuốc khử độc tác dụng mạnh cấp bậc trác việt đưa cho a hòe dù là thuốc gì đi nữa thì cũng là thuốc do vật liệu chế tạo ra trong thuốc luôn có ba phần độc không chỉ áp dụng ở đại lục hỗn độn thậm chí bởi vì liên quan đến các loại năng lượng nên độc tính càng mạnh hơn và càng khó trừ tận gốc hơn lúc phụ thể cô còn phải dùng bút ma văn cắt ra từng lớp da khảm ma văn vào tuy rằng a hòe có thể dùng thuốc tẩy sạch để xóa bỏ ma văn bên ngoài cơ thể mình nhưng có một phần ma dược cũng đã sớm dung hợp với máu thịt trong người bộ phận ma dược còn lại này cần ma dược cấp bậc cao hơn mới có thể loại bỏ độc tố tích lũy bên trong cơ thể mà thuốc giải độc tác dụng mạnh sẽ có thể trợ giúp loại bỏ hết độc trong người cô nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha